thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hoạt động đầu tư của việt nam ra nước ngoài ngày càng được đẩy mạnh đặc biệt là tại các nước vùng tam giác phát triển như lào campuchia các doanh nghiệp việt nam đã triển khai nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực tiềm năng như khai khoáng nông lâm nghiệp việc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài không chỉ giúp các doanh nghiệp việt nam mở rộng thị trường phát triển sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tạo việc làm cho lao động hai nước tuy nhiên khi tham gia các dự án liên quan đến môi trường xã hội các doanh nghiệp việt nam cũng phải đối mặt với những thách thức Phản ánh của Bạch Yến, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đầu tư các dự án nông lâm nghiệp tại Campuchia, tiềm năng và thách thức. Một trong những nơi tập trung các dự án nông lâm nghiệp lớn của các doanh nghiệp Việt Nam là Ratanakiri, tỉnh vùng sâu biên giới của Campuchia. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đơn vị đầu tư lớn nhất vào Campuchia, tập trung vào các dự án trồng cao su, cọ dầu, nuôi bò, trồng cỏ, Riêng tại Ratanakiri, Hoàng Anh Gia Lai đang quản lý trên 30.000 hecta cọ dầu và hơn 11.000 hecta cao su, trong đó 7.000 hecta đã đưa vào khai thác mủ. Do suy thoái kinh tế, giá mủ cao su từ 5.000 đô la một tấn thời điểm cuối năm 2011 thì nay chỉ còn khoảng 1.100 đến 1.200 đô la một tấn. Cọ dầu trước kia 1.200 đô la thì giờ cũng giảm còn 700 đô la một tấn. Khó khăn là vậy, nhưng khi có những kiến nghị của người dân liên quan đến các vấn đề về môi trường, doanh nghiệp đều có phương án khắc phục. Cùng với các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà cho bà con vào dịp lễ Tết, giúp đỡ các gia đình khó khăn bắt cầu sửa đường xây nhà văn hóa, các dự án của Hoàng Anh Gia Lai còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Ông Thắng cho biết, vài năm nữa, khi toàn bộ vườn cao su với diện tích mấy chục nghìn hecta đưa vào khai thác sẽ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Làm việc tại các nông trường, bà con sẽ có cuộc sống ổn định hơn nhiều so với trước cái cuộc sống tự cung tự cấp tức là đi đi hàng ngày đi bắt cá này đó, rồi trồng lúa thì là mùa mưa thì trồng được là lúa nó lên và sau đó là tới cái mùa giáp hàng là đó mình chỉ ăn được một chút đó thôi rồi bắt đầu tới mùa nắng cả một cái mùa nắng là khó khăn thì cái cuộc sống rất là bấp bênh còn nếu mà người ta đi làm lao động mà người ta có lương thì từ cái tiền đó người ta chuyển đổi sang gạo sang cá nó dễ dàng hơn rất là nhiều lần cùng đầu tư trồng cao su tại Ratanakiri còn có công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Măng Giang thuộc Tập đoàn Cao Su Việt Nam đang triển khai hai dự án là Hoàng Anh Măng Giang Ca và Ia Hơi Leo Bình Minh với tổng diện tích 7.800 hecta. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ông Lê Đình Biểu cho biết, theo luật, các doanh nghiệp sang đầu tư dự án trồng cao su phải ký hợp đồng thuê đất với chính phủ Campuchia. Nhưng nhiều doanh nghiệp do không tìm hiểu kỹ luật của nước sở tại nên gặp khó khăn khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án. Dự liệu trước điều này, công ty cao su Măng Giang đã làm công tác tham vấn chặt chẽ nên triển khai các dự án trồng cao su tại Ratanakiri khá suôn sẻ. Muốn lấy được một cái đất đó thì xuống coi như họp dân, họp dân có biên bản có chụp hình đàng hoàng, rồi lên tới xã cũng họp, cán bộ xã họp tới đâu chụp hình tới đó, lập biên bản tới đó, rồi coi như lên tới tỉnh rồi cũng họp, rồi cũng chụp hình, rồi mang lên trên bộ, bộ xong đó, rồi có mới xuống thẩm tra kiểm tra xong rồi mới trình cho thủ tướng thủ tướng có ý kiến là coi như là đồng ý bao nhiêu đó ký tắt rồi thông báo ủy quyền cho bộ trưởng ký hợp đồng tôi nhượng theo ông Đặng Quang Hải, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị công ty, hệ thống pháp luật của Campuchia được xây dựng khá bài bản, đặc biệt là luật môi trường rất nghiêm. Vì thế, các doanh nghiệp muốn làm ăn lâu dài trên đất Campuchia, không chỉ lắng nghe ý kiến của người dân mà còn phải hiểu rõ và tuân thủ pháp luật nước sở tại. Công ty cổ phần cao su Măng sang là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện mỗi năm doanh nghiệp nộp vào quỹ bảo vệ môi trường 76.000 đô la Mỹ. Quỹ này sẽ được sử dụng cho việc phục hồi môi trường và một số công trình an sinh xã hội trong vùng dự án. Ông Lê Đình Bửu cho biết. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cái rừng ven sông suối, rồi cái rừng xanh mà coi như là nó quy định ở đó là không được vi phạm. Rồi coi như sử dụng các cái hóa chất. Ba tháng nó xuống để kiểm tra lần, là yêu cầu hàng năm công ty phải bỏ ra một khoản tiền để mà tái phục hồi môi trường kể cả cái việc đảm bảo cái sinh hoạt cộng đồng cho dân ở đó ví dụ như trong đó anh giúp cho dân có mấy cái giếng nước bơm hay cái hệ thống trường học Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các dự án đầu tư nước ngoài vào Campuchia, trong đó có Việt Nam giúp nước này phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên đi đôi với những lợi ích kinh tế khi đầu tư các dự án liên quan đến môi trường xã hội và Campuchia, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn ông Mick Min, người sáng lập ra tổ chức mạng lưới ba sông Công, CDP và San của Campuchia. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa ông, ạ, ông nhận xét như thế nào về vấn đề bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư nước ngoài đến Campuchia nói chung và Ratanakiri nói riêng? During the 1998 I used to work on the... Khoảng năm 1998, tôi làm việc cho dự án quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng với chính phủ. Chúng tôi xây dựng bản đồ cảnh quan của tỉnh Ratanakiri thông qua định vị vệ tinh. So với thời kỳ đó đến nay, chúng tôi thấy Ratanakiri thay đổi quá nhiều. Rất nhiều đất tô nhượng hoặc được chuyển giao cho các dự án đầu tư. Nhiều xung đột mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng. Rừng bị khai thác hàng loạt, đặc biệt là từ khoảng 7 đến 8 năm nay, sinh cảnh của các loài thú lớn như voi, bò rừng đã không còn và động vật hoang dã đang biến mất. Tỉnh Ratanakiri của chúng tôi có hai khu bảo tồn là vườn quốc gia Philechai giáp Lào và Việt Nam và khu bảo tồn động vật hoang dã Lùng Phát cũng giáp Việt Nam. Cá nhân tôi thấy rất buồn vì mặc dù cả hai đều thuộc quyền cai quản của hoàng gia nhưng vẫn bị giao cho các doanh nghiệp khai thác. Việc khai thác các vùng ngoài hai khu bảo tồn này thì có thể hiểu được vì nằm trong quy hoạch sử dụng đất của chính phủ, mặc dù cũng có mất rừng, nhưng đối với hai khu bảo tồn thì là điều vô cùng đáng tiếc. Ngoài ra còn một số vấn đề khác như việc công nhân của các công ty đánh bắt cá trái phép hay các công trình gây ô nhiễm sông như việc thăm dò khai khoáng ở vùng Ô Gia Đào. Vâng, theo ông thì những nhà đầu tư đến Campuchia nếu không thực hiện tốt bảo vệ môi trường thì sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì ạ? Thực tế ở Campuchia có các chính sách quy định về môi trường hay các quy định về đánh giá tác động môi trường. Theo tôi biết thì các nhà đầu tư có thực hiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có rất nhiều khe hở. Điều này có một phần nguyên nhân là chính phủ Campuchia cấp giấy phép cho các nhà đầu tư trước khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường, dẫn đến tình trạng một số công ty hoạt động trước rồi thực hiện đánh giá tác động môi trường sau. Vấn đề thứ hai là mặc dù có quy định công ty phải tuân thủ quy trình về cấp phép, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa tốt. Có tình trạng nhà nước giao đất cho doanh nghiệp, nhưng thiếu những đánh giá khảo sát và thông báo trước với người dân sở tại, dẫn đến thiếu thông tin và hiểu nhầm giữa các bên. Một vấn đề nữa là các nhà đầu tư của Việt Nam sang đây thường làm việc với chính phủ và chính quyền địa phương, trong khi bối cảnh chính trị của chúng tôi, như các bạn biết, chúng tôi có hai đảng đối lập, và người dân có thể dễ dàng pha nàn về những điều họ cảm thấy không thỏa mãn. Và nếu doanh nghiệp không thực sự lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng, sẽ dẫn đến xung đột với người dân địa phương. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường nhiều năm thì ông khuyến cáo gì các nhà đầu tư Việt Nam khi đến Campuchia để tránh những rủi ro như là thời gian vừa rồi? Chúng tôi khuyến khích phát triển kinh tế tại địa phương. Chúng tôi chào đón tất cả các nhà đầu tư của Việt Nam hoặc bất cứ nước nào đến với Campuchia. Tuy nhiên, điều đầu tiên là chúng tôi muốn các nhà đầu tư hiểu bối cảnh đất nước chúng tôi và có sự hợp tác hơn với các bên liên quan chẳng hạn như các nhà quản lý lâm nghiệp ngư nghiệp đặc biệt là các vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như ở tỉnh ratanakiri chẳng hạn đa phần người dân ở ratanakiri là người dân tộc Họ có những tập tính khác với các nhóm dân cư chiếm đa số. Và chúng tôi không thể biết rằng họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể thích nghi được với những tác động về môi trường, xã hội và cả những đảo lộn về tập tục khi có những công ty và đầu tư tại địa phương. Các công ty thay vì chỉ đàm phán với các nhà quản lý cấp cao, theo tôi họ nên mở rộng cửa, hợp tác nhiều hơn không chỉ với cộng đồng mà cả với các tổ chức xã hội, dân sự để các tổ chức này tham gia và giúp xóa bỏ khoảng cách giữa cộng đồng với các doanh nghiệp. Cái mà chúng tôi mong muốn là địa phương phát triển, người dân được tôn trọng, có cuộc sống tốt hơn và nhà đầu tư có thể làm ăn lâu dài, ổn định trên đất nước chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, ngày 15 tháng 12 vừa qua tại Thủ đô Phnom đã diễn ra tọa đàm triển vọng liên kết và hợp tác phát triển Việt Nam Campuchia trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN do đại sứ quán Việt Nam phối hợp hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia tổ chức. Tại buổi tọa đàm, tham tán Vũ Lê Hà, trưởng phòng lãnh sự Việt Nam tại Campuchia cho rằng môi trường kinh doanh tại Campuchia còn có những yếu tố bất ổn. Vì vậy, trước khi sang Campuchia đầu tư hoặc liên kết làm ăn, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ pháp luật nước sở tại. Thay mặt khoảng 100 doanh nghiệp thành viên, trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Đình Dương kiến nghị, Chính phủ Việt Nam cần có chính sách dài hạn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Campuchia, sớm hoàn thiện các văn bản pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa hai nước. Các đầu tư giữa hai nước.